Chúng ta gặp duyên phận ở thế gian này. Duyên phận gì? Văn hóa truyền thống chúng ta hoặc còn hoặc mất. Chính ở trong 10 năm trước mắt này, chúng ta đã gặp rồi. Làm sao đây? 10 năm này có thể cứu được thì sẽ đi lên, cứu không được e rằng sẽ diệt mất. Cho nên năm ngoái tôi mới nghĩ đến phải gần gũi những chuyên gia học giả văn tự học, những thiện tri thức lớn. Tôi nhìn thấy tiến sĩ Berhard Karen của châu Âu. Ông ấy là người Thụy Điển, nghiên cứu Hán học rất có thành tựu. Đại khái có rất nhiều người chuyên nghiên cứu Hán học, nhưng không bằng ông ấy. Vào những năm 1970, ông ấy đã nói 3 câu. Ông ấy nói với đại chúng: chữ Hán không thể cải đổi, văn ngôn không thể phế bỏ, kinh điển nhất định phải đọc. Chúng tôi nghe xong thì làm sao? Kinh sách quan trọng nhất, chủ yếu là Tứ Khố Toàn Thư. Hay 30 năm trước đây, bộ sách này đã được in 2 lần ở Đài Loan. Tuy số lượng không nhiều, nhưng chúng tôi tin rằng sẽ không thất truyền. Tiền của đồng tu mười phương cúng dường cho tôi, tôi đem đi mua sách, chính là mua Tứ Khố Toàn Thư. Tôi đã mua 112 bộ toàn thư. Tôi đã mua 330 bộ hội yếu. Mua nhiều vậy để làm gì? Tặng cho thư viện các trường đại học nổi tiếng của thế giới, tặng cho thư viện một số quốc gia để bảo tồn, để cất giữ. Cho dù địa cầu có tai nạn cũng không thể hủy diệt toàn bộ, dù sao vẫn sẽ lưu lại mấy bộ. Đây là dụng tâm bảo tồn sách xưa của tôi. Nhìn thấy mấy câu nói này của Berhard Karen thì tôi nghĩ đến chữ Hán không thể không học. Không biết chữ không được, phải học sách thuyết văn giải tự, thanh vận học, huấn hồ học. Cho nên năm ngoái tôi đến Đài Loan. Đài Loan có mấy vị giáo sư dạy văn tự học, tôi đã gặp mặt họ. Mọi người đều đồng cảm,
đều cảm thấy sự việc này rất quan trọng, không phải việc nhỏ mà là việc lớn. Những vị giáo sư này đều khoảng 70 tuổi trở lên. Cho nên tôi nói sau 10 năm nữa, những người này đều giảng sanh rồi, không ai dạy nữa, thì những môn này đoạn tuyệt. Điều này thật đáng lo, không thể để mất đi. Vì thế tôi thỉnh cầu những vị này phát tâm Đại Bồ Đề phải tiếp tục truyền chữ Hán. Chúng tôi tìm những người trẻ nghiêm túc đến học tập. Học những điều này có lợi ích gì? Có lợi ích. Hiện tại môi trường này rất tốt. Trên thế giới có rất nhiều học viện Khổng Tử. Học viện Khổng Tử thiếu giáo viên. Đào tạo những giáo viên này tương lai đến học viện Khổng Tử toàn thế giới để dạy học, để chuyên dạy nhận thức chữ Hán. Đây là cứu ngay từ gốc. Việc này quan trọng. Cho nên chúng ta cũng đề xướng mở viện Hán học. Viện Hán học thì chuyên đào tạo. Mục tiêu rất đơn giản: nhận thức chữ Hán, học văn ngôn văn, đọc sách xưa của Tam giáo, Nho, Thích, Đạo. Họ có năng lực đọc, có năng lực giảng thì được rồi. Văn hóa truyền thống chúng ta sẽ phục hưng. Chúng tôi làm sự việc này, chúng tôi toàn tâm toàn lực đang ủng hộ. Chúng tôi làm hộ pháp. Tôi giúp những giáo sư này ra hoằng pháp. 10 phương cúng dường tôi đây, tôi phải đem ra cúng dường những giáo sư ấy, được không? Được. Tại vì sao? Bởi vì kinh Phật của chúng ta là dùng Hán tự Hán văn viết ra. Nếu như không biết chữ Hán thì kinh Phật đoạn rồi. Vì vậy hộ trì văn hóa truyền thống cũng chính là hộ trì chân truyền ba nhà Nho, Thích, Đạo. Đây là việc chúng ta nên làm. Chúng ta không thể không làm. 200 năm trước thì không cần phải làm. Tại sao vậy? Vì loại chương trình dạy học này rất phổ biến, phát triển rộng khắp nước, người đi học đều phải học. Trong vòng 200 năm nay, đặc biệt là trong 100 năm nay, thực sự trở thành vấn đề nghiêm trọng rồi. Mọi người không học nữa, dần dần từng bước khiến cho người Trung Quốc mất đi lòng tin đối với văn hóa truyền thống. Điều này đáng lo hơn tất cả. Cho nên chúng ta phải quan tâm việc này. Chúng ta phải giúp đỡ phục hưng trở lại. Hiện nay tôi đã tìm được mười mấy học viên, không nhiều. Tôi khuyên họ nói rõ ràng, nói tỏ tường sự việc này. Khuyên mọi người phải thật phát tâm cứu văn hóa truyền thống. Phải nghiêm túc học, phải hy sinh bản thân. Chính mình phải học Khổng Tử. Cuộc sống có thể duy trì thì được rồi. Ăn được no, mặc được ấm, có căn nhà nhỏ chắn gió che mưa là đủ rồi. Buông xuống hết tất cả đời sống, vinh hoa phú quý. Một đời làm gì? Làm giáo viên tiểu học, dạy ngữ văn cho học sinh tiểu học. Niềm hy vọng chúng tôi đặt ở thế hệ sau, hy vọng thế hệ sau có thể phục hưng văn hóa truyền thống. Người thế hệ này phải hy sinh hạnh phúc của chính mình, làm việc mà người khác không muốn làm. Người ta truy cầu giàu có, truy cầu địa vị, chúng ta không truy cầu như vậy, mà truy cầu các em nhỏ biết được chữ Hán, đọc được văn ngôn văn. Chúng ta làm điều này, làm điều mà người khác không làm. Công đức này rất lớn, đã cứu văn hóa truyền thống, đã cứu quốc gia, đã cứu dân tộc, đã cứu toàn thế giới.
Có thể không ai để ý đến, không có người biết quý vị. Chúng ta chỉ mong tương lai tìm được 30 đến 50 học viên. Phải phát tâm này, đời này hy sinh phụng hiến. Đây là gì? Đây thực sự là thánh nhân, thần nhân. Mọi người đều sẽ biết quý vị, quen biết quý vị, tán thán quý vị rất vĩ đại, đó là thánh nhân. Nếu mọi người không biết thì quý vị là thần nhân, còn cao hơn thánh một bậc. Đừng uổng phí đời này. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta, đem tất cả công đức ấy đều hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thiện căn của Bồ Tát, ngoài việc đoạn tham sân si mạn nghi ra, còn phải thêm vào một điều là tinh tấn, quyết tâm nỗ lực, phải nghiêm túc nỗ lực. Không có vị Bồ Tát nào mà may mắn thành tựu cả, không có. Đều là chân thật công phu. Công phu là gì? Tam học giới định huệ. Nếu quý vị nghe tam học giới định huệ mà quý vị không hiểu, thì chúng tôi nói dễ hiểu hơn. Quý vị có thể nghe hiểu được là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, đọc sách ngàn lần tự thấy nghĩa kia. Đây chính là thực tiễn của tam học giới định huệ. Thực tiễn ở một môn thâm nhập, thực tiễn ở đọc sách ngàn lần. Có ví dụ, trong đồng học chúng ta có cư sĩ Lưu Tố Vân, mọi người đều biết. Cô ấy chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày niệm ít nhất 10 lần, 20 năm không gián đoạn. Một câu Phật hiệu cũng là 20 năm không gián đoạn. Năm nay có lẽ cô ấy 70 tuổi rồi, đã thông hết. Cô ấy đến đẳng cấp nào, là sự nhất tâm hay lý nhất tâm tôi không biết, nhưng tôi dám bảo đảm cô ấy được nhất tâm bất loạn. Tại sao vậy? Bởi đã thấy được A-di-đà Phật. Giới kinh điển chưa có đọc qua, những kinh giáo này chưa từng học qua, quý vị cầm kinh luận đến thỉnh giáo cô ấy có thể giảng được rất rõ ràng, có thể giảng không có chứng ngại. Đây chính là một bộ kinh thông, thì tất cả kinh đều thông hết. Có người làm thực nghiệm, thực nghiệm thành công rồi. Ngoài ra còn có cư sĩ Hồ Tiểu Lâm dùng phương pháp này 6 năm. Ông ấy học một bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận. Ông ấy đã niệm bộ luận văn này từ đầu đến cuối hơn 3.000 lần. Nói với tôi rằng niệm 1.000 lần, ý nghĩa của bộ luận này đều hiện ra, đều hiện tiền rồi. Nói cách khác, ông ấy đã hiểu rồi. Đọc thêm 1.000 lần nữa, ngộ nhập càng sâu. Sau khi xong 3.000 lần,
Ông ấy tìm quyển Liệt Vọng Sớ của Đại sư Ngẫu Ích, là chú giải của Đại sư Ngẫu Ích, hoàn toàn có thể thâm nhập. Tôi đã nghe ông ấy giảng qua hai lần, đã nghe hai buổi học. Không phải là giảng hoàn chỉnh, mà hai đoạn trong đó giảng được hay. Ngày nay tìm người giảng Đại Thừa Khởi Tính Luận, tìm không ra người thứ hai như vậy. Thời gian 6 năm. Thêm 6 năm nữa, ông ấy là người của Khởi Tính Luận, giảng toàn thế giới, là học giả quyền uy. Công ty kinh doanh của ông ấy, ông đang làm chủ. Mỗi ngày đến làm việc công ty khoảng 1-2 giờ. Mỗi ngày dùng công ở Đại Thừa Khởi Tính Luận phải hơn 10 giờ. Ông ấy hoàn toàn dùng Phật Pháp, dùng Đệ Tử Quy để quản lý công ty. Cho nên công nhân viên, mỗi một công nhân viên đều xem công ty là gia nghiệp của chính mình. Kinh doanh nghiêm túc, có trách nhiệm, thành tích mỗi năm một tăng. Ông ấy đối với công nhân viên giống như anh chị em trong nhà. Thực sự đạt được sự hiệu quả của Phật Pháp, thực tiễn Phật Pháp trong doanh nghiệp có hiệu quả tốt như vậy. Chính ông ấy có thành tựu cao như vậy. Cuối cùng Khởi Tính Luận cũng khuyên người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Những người như vậy, nếu tương lai chúng ta thật mở học viện rồi, tôi sẽ mời họ làm giáo thọ. Kinh Vô Lượng Thọ không cần học với tôi, mà học với cô Lưu Tố Vân. Khởi Tính Luận thì học với thầy Hồ Tiểu Lâm. Tôi đã 90 tuổi rồi, có thể không giảng kinh nữa. Tôi tìm cho quý vị một số mối quan hệ. Những người có ảnh hưởng trong xã hội, những người giàu có, những nhà doanh nghiệp này, tôi quen biết. Tôi tìm những người đó. Hy vọng mọi người đến hộ trì văn hóa truyền thống. Đến ủng hộ việc này. Tôi tin rằng họ đều hoan hỷ. Các vị lão giáo sư chịu bỏ thời gian ra dạy học. Những nhà doanh nghiệp ấy đem một số tiền ra để ủng hộ sự nghiệp này. Cho nên tôi nói để tôi làm hộ pháp. Còn công việc hoằng pháp này thì tôi thoái lui. Tôi xuống buộc giảng. Buộc giảng này để quý vị cảnh giác trách nhiệm.
Nam mô
Nam mô